Và Betty xin rất cảm ơn quý vị đã vẫn giữ màn hình của đài Leader Saigon TV 57.7 và Galaxy để theo dõi cái chương trình iPlan with Betty. Trong cái thời gian break thì Betty có một chị tên là Hồng ở San Gabriel đã gọi vào để hỏi cái chương trình về cái nguyên một cái gia đình thì bao nhiêu mới gọi là low income. Thì xin phép Betty được hỏi chị là gia đình chị trên cái giấy tờ khai thuế của chị đó là có tổng cộng là bao nhiêu người? Ok, thưa chị và thưa quý vị, khi mà một gia đình có tổng cộng 4 người khai thuế, cái low income nó không có phải là mà nói là low income cho cái trường hợp nào và cho cái plan nào. Thì khi mà 4 người, cái range của nó đó là nếu như mà chị dưới 32.000, roughly là dưới 32.000 thì mình sẽ được cái chương trình Medi-Cal. Ok, từ 32.000 cho tới 64.000 thì mình sẽ được hưởng cái chương trình gọi là mua bảo hiểm giá rẻ. Một lần nữa Betty xin nhắc là cái chương trình Obamacare này, đây là một cái luật. Thì khi mà cái luật đó thì bắt buộc mình phải có những cái chương trình bảo hiểm về sức khỏe. Bảo hiểm về sức khỏe trong đó có Medi-Cal, Medicare, có bảo hiểm giá rẻ và bảo hiểm thường, hoặc là bảo hiểm cho students, hoặc là bảo hiểm cho những người mà di dân mà chưa có cái giấy tờ hợp lệ ở đây. Thì khi mà dưới 32.000 cho gia đình 4 người thì sẽ là được Medi-Cal. Và từ 32.000 cho tới 64.000 thì quý vị sẽ được chương trình bảo hiểm giá rẻ. Và từ 64.000 trở lên thì mình vẫn phải mua bảo hiểm, nhưng mà nó sẽ là bảo hiểm thường, thưa quý vị. Em trả lời của chị xong rồi nha chị. Em xin cảm ơn chị. Chị muốn hỏi bé Tí, nhưng mà chị muốn thắc mắc như vậy nè. Hồi nãy bé Tí nói trên nếu mà dưới 32.000 á, thì có diện Medi-Cal, mà trên 33, 34, 35 như vậy là mình bé Tí 34, 35 mà một gia đình vậy đó, mình mua như vậy là bao nhiêu tiền một tháng? Ok thưa chị, khi mà mình bảo hiểm đó thì nó bán theo trong chương trình Obamacare và bảo hiểm giá rẻ đó thì bán theo income và bán theo vùng, có nghĩa là tùy theo cái quận mình ở và bán theo tuổi nữa. Cho nên ở trên online mà chị hỏi em là bao nhiêu tiền thì em chỉ có thể trả lời chị với cái giá mà với cái income mà từ 33, 34, 35 ngàn thì chị sẽ được cái hưởng cái chương trình gọi là Enhanced Silver 94. Thì cái chương trình đó sẽ không có deductible và mỗi lần gặp bác sĩ 3 đồng copay. Tuy nhiên cái giá cả thì phải có những cái chi tiết cụ thể hơn. Thì nếu như mà chị muốn biết giá cả cụ thể thì xin chị gọi lại cho bé Tí ở số phone là 714-933-6692. Thì bé Tí mới có thể giúp chị và cho chị biết là chị phải mua bao nhiêu một tháng nha. Ok, bé Tí cảm ơn chị. Lại cái số phone của bé Tí là số mấy? 714-933-6692. 933-6692. Dạ, cái số phone đang ở trên TV đó chị. Cảm ơn chị nha. Mà chị không có TV. Cảm ơn bé Tí nhiều nha. Dạ. Ok. Hello. Hello. Dạ chào chị. Bé Tí cho mình hỏi là nếu mà mình cái income mà năm ngoái thì mình lấy được cái plan là Silver 94. Dạ. Nhưng mà năm nay cái income á, thì ví dụ như hai người, nhưng mà năm nay cái income mình bao nhiêu thì cái mình vẫn giữ được cái plan này. Tùy theo là bởi vì mỗi năm đó cái range nó sẽ tăng lên. Năm ngoái thì gia đình của chị hai người là em không biết bao nhiêu, nhưng mà tùy theo cái của chị nó lên hay là nó xuống. Tại ví dụ như là năm ngoái thì cái income chị làm là được có 21.000. Dạ. Nhưng mà nếu là năm nay á, thì nó khoảng chừng là 23-24.000. Khi mà chị 23.000 mà cho năm nay thì cái range nó sẽ tăng lên, thì bé Tí nghĩ là chị vẫn ở trong cái khu Enhanced Silver 94. Còn nếu mà chị nhảy qua 24.000 thì em nghĩ nó sẽ đổi qua Enhanced Silver 87. Cái đó là theo cái kinh nghiệm của em mà em run mỗi ngày cái code đó. Còn nếu như mà chị muốn biết rõ là bao nhiêu thì chị gọi cho em nha. Dạ, nhưng mà, cảm ơn chị. Nhưng mà bây giờ muốn hỏi là nếu mà mình làm bây giờ mà mình chưa có khai thuế thì làm sao mà mình thay áp cho cái 26 được? Dạ, vâng. Chị hỏi cái câu hỏi rất là hay. Có nghĩa là khi mà mình chưa khai thuế, quý vị mà chưa khai thuế thì mình không có biết là chính xác cái income mình bao nhiêu. Chỉ có một cách là mình dựa trên những cái paycheck của mình.
mình dựa trên cái paycheck của mình và paycheck của những người trong gia đình mình, nếu những người đó đều có tên ở trên cái tờ khai thuế thì mình tổng cộng lại cái số đó để mình suy ra là cái total income của năm tới của mình là bao nhiêu, để mà mình chọn cái plan trước để cho nó khỏi bị trễ. Cho nên là nếu như mà chị chưa có khai thuế thì chị dựa trên những cái tờ giấy mà chị làm nha, những cái cùi chắc của mình đó nha. Cảm ơn chị. Nhưng mà cho thêm hỏi câu này nữa là dạ, nếu mà cái trường hợp ế tí giải thích là cho mấy người làm W2 thì họ lãnh cái paycheck hàng dạ tuần hay là bi-weekly, nhưng mà nếu self-employed thì bây giờ mình đâu đã làm cái chương trình đổi qua cái chương trình mà này được phải không? Tại vì self-employed thì phải cuối năm mình mới có được cái 1099, phải tổng tổng quát chứ. Dạ được chị. Thưa chị, khi mà self-employed đó, nếu như mà chị có một cái người agent giúp cho chị điền đơn, thì khi mà một người self-employed nó sẽ hỏi mình có những cái deduction đó. Mình có thể mình estimate cái deduction của mình, cái năm đó mình lái xe bao nhiêu, mình trả tiền phone bao nhiêu, hoặc là mình trả tiền mướn office bao nhiêu. Thì từ đó cái form của Cover California nó vẫn có thể nó tính ra được cuối năm của mình là cái total income của mình là bao nhiêu. Cho nên là tùy theo khi mà chị nói chung là khi mà chị có 1099 thì mình vẫn có cách để mà mình tính ra được cái total income, thì mình vẫn có thể chọn được cái plan khi mà mình chưa đi khai thuế. Còn nếu okay như mà mình figure out, mình có một cái con số cụ thể, nó cho mình một cái plan, nhưng mà khi mà mình đi khai thuế đó, cái người thuế đó họ khai mà total adjusted gross income của chị nó ít hơn hoặc nó nhiều hơn, thì mình có thể mình vô trở lại để mình chỉnh sửa, thưa chị. À ok. Dạ, vậy cảm là ơn chị trong nha. Cái năm 2016 thì ngày nào là deadline để mà mình sign up cái dạ bắt đầu là từ một tay tháng 11 năm 2015 cho tới ngày 31 tay tháng 1 năm 2016. Ờ tới là cái deadline là 31 tháng 1 năm 2016 ha. Dạ vâng. Dạ cảm ơn chị nha. Giờ nếu mình muốn chuẩn bị thì liên lạc với bé tí ha. Dạ vâng. Okay. Dạ em rồi, cảm ơn chị. Nha. Okay, dạ. Rồi. Hello. 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 Thưa quý vị, thì cái người ở trên phone bé tí không có nghe được nói chuyện, thì nếu như mà đang nghe bé tí nói chuyện thì hello, còn không thì bé tí nói về cái vấn đề bị phạt. Thì năm đầu tiên quý vị sẽ bị phạt một người là 95 đồng hoặc là 1%, cái nào mà nó cao hơn. Bây giờ năm 2015 này khi mà quý vị đi khai thuế đó, thì quý vị sẽ bị phạt là 325 đồng cho mỗi người ở đốt trong nhà. Cho nên ví dụ như 325 đồng cho mỗi người đốt, nhưng mà trong cái nhà đó có tới 5 người, nhưng mà maximum họ chỉ phạt mình tới 925 đồng mà thôi, hoặc là 2%. Cho tới năm 2016, nếu như cái năm tới đây nè, nếu như quý vị không có bảo hiểm thì một người sẽ là 695 đồng. Cái này cái tiền phạt càng ngày nó sẽ càng tăng, và những cái năm sau đó đó thì nó sẽ dựa trên cái cost of living của cái total annual income của mình. Thí dụ như nếu mà quý vị mà có low income thì quý vị nên đi apply, có thể mình sẽ có những cái plan ít hơn và cái tiền trả hàng tháng của mình nó sẽ không cao bằng cái số tiền phạt mình đóng vào, và ít nhất là mình cũng có được bảo hiểm. Thưa quý vị, những cái trường hợp như vậy. Ngoài ra, xin phép quý vị, bé tí có người gọi vào. Hello. 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 Và thưa quý vị, sau đây là những người có thể không cần phải ghi danh bảo hiểm, nó gọi là exemption, không ghi danh và cũng không bị phạt. Thứ nhất là những người mà đi tu, chẳng hạn như cha nhà thờ, hoặc là những cái người mà ở trong chùa, thầy hoặc là sư cô chẳng hạn. Khi mà mình đi tu thì mình có một cái thẻ, nó gọi là religious conscience. Thì những cái người này họ không cần ghi danh mà mua bảo hiểm cũng được. Thứ hai là những cái người gọi là Indian tribes, những cái người đã ở Mỹ trước khi mà Mỹ được khai thác đó, thì những người đó gọi là Indian tribes, mà mình có ông bà tổ tiên là những người Indian thì mình cũng được miễn. Thứ ba là no filing requirement. Cái này rất là quan trọng. Khi mà no filing requirement, mình đang nói về thuế. Thuế thì những cái người mà single mà làm hàng năm, nếu như cái tiền mỗi năm mình làm dưới 10.000 thì mình không cần phải khai thuế, bởi vì cái threshold của mình nó quá thấp, nó nằm dưới cái threshold, cái income mình quá thấp, thì khi mà mình không cần khai thuế thì mình không cần mua bảo hiểm.
Nhưng mà quý vị phải để ý là bởi vì khi mà mình có nhà cửa và mình hiện bây giờ mình đang low income mà mình không mua bảo hiểm thì mình có chuyện gì thì cái bill của hospital hoặc là bill của bác sĩ, bill của bảo hiểm nó sẽ lean vô căn nhà của mình. Cho nên mặc dầu mình là low income nhưng mình có nhà thì mình nên đi apply để có Medicare hoặc là có một cái chương trình bảo vệ sức khỏe cho mình. Cho couple thì là 20.000. Còn nếu như mà quý vị là head of household thì nếu quý vị làm dưới 13.500 thì quý vị được miễn, khỏi phải mua và khỏi phải bị phạt. Thứ tư là hardship. Hardship này là dành cho những người single dưới 30 tuổi và làm ít tiền. Thì khi mà mình bị hardship, mình bị financial, mình mới bị thất nghiệp hoặc là mình phải khai bankruptcy thì những cái này quý vị sẽ được miễn, khỏi phải mua insurance và mình cũng sẽ không bị phạt. Một cái nữa là quý vị unaffordable coverage option, có nghĩa là quý vị có low income mà tất cả những cái plan đó, thí dụ như một tháng quý vị làm là 1.000 mà cái chương trình bảo hiểm một tháng tới 90 đồng quý vị phải trả thì nó hơn 8% của cái income của mình thì quý vị cũng không cần phải mua. Thưa quý vị, rất tiếc là chương trình đến đây đã hết giờ. Nếu như quý vị có những thắc mắc thì xin quý vị gọi thẳng cho bé Tí ở số phone là 714-933-6692 để bé Tí giải đáp những cái thắc mắc của quý vị về chương trình Obamacare cho năm 2016, hoặc quý vị có thể email cho bé Tí ở bétíchannel@gmail.com. Bé Tí xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình vào chiều thứ tư tuần tới từ 3 giờ tới 3 giờ rưỡi. Xin trân trọng kính chào và xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui vẻ.